Vâng, chúng ta cũng chuẩn bị đến với cả custom 8 player đều lựa chọn cho mình, đó chính là quân bài vai nào anh em ơi. Xe lia này. Ô đéo lia. Ý à. Một xe nhá. Ủa ôi. Mẹ liệu sự chênh lệch rank ở đây không nhỉ? Ui dồi ôi. Ê, stack A đi. Đặt flash nhiều vào, Nhá nhẹ thôi, Giờ hãy cùng xem nào. Có người kê lại đang đi rồi. Có ý được dùng liên tục nhưng không ăn thua cho bên kia đều lại cái cổ ban đồ. Đổi cho mình thêm một mạng đến người chẳng đào đi. Nhưng mình đồng hồ là mình đang bộ kiều. Đó là Mina chứng minh lên tiếng khi dứt điểm vị trí siêu vù. Biết mình sống sống em hay sống sống nhá sống nhá. Bom rơi. I have the spike. Brim phải một vé clap kiểu gì đây? Retrieving flash. Có thể sẽ để thua ở second round đấy team của Brim. 10 seconds left. Survive sẽ được hạ xuống. Đang đủ để xử lý nhưng giờ thì còn tận hai người đứng ở hai bên. Cả Ailing và cả Ceiling đều đang có người nha. Ô vào trong tay đến từ vị trí của anh. Một tình huống thao minh cực kỳ nhạy cảm của anh em. Vòng vòng quanh sô cô la rồi và cuối cùng thì Brim phải đã nằm xuống. Bài hay không? Được, nó phải như thế, đang bò trượt. Người sát theo lộ tiếng rồi, bắt đầu báo động vào tài rồi. Rồi, giết rồi. Ui, mẹ em tưởng hết. Hay. Chết bất đắc kỳ tử. Last player standing. Vừa đưa về là một pháo. Spike down. Tiếng ra đích đổi được một rồi. Have the spike. Có thể làm được nhà nhưng liệu đồng giáo một người đi móc hay chưa đầy. Và biết một người đi móc khi tường của mình đã dựng lên. Last player standing. Trước và Darik dứt điểm đi. Người ở CD. 30 seconds left. Một móc rồi. Có vẻ như là mình buồn đời. Đó là Darik. Với một pha clutch 1 vết 3 rất cảm xúc. Đang thi đấu hiện tại đang có khá nhiều bom xe à. Chiêu cuối được sử dụng. Ngay nhìn cái lượng bẫy được trả ra kìa. Đó là một rổ bẫy ở A và quanh bắt được Darik rồi. Darik thực sự phải nói rằng là rất kém duyên ở trong bom xe A. Darik đã được dòng. Darik của Ezura đang có cho mình cái double kill. Liên tục đồ đạc được dạng ra ba bên này đang hơn người và đó là Hiếu Gia. Bắt được vị trí của mình nào mấy rồi. Spike planted. One enemy remaining. Ultimate's ready. Ôi ai thế ơi. Vâng, bỏ người thế giới. One enemy remaining. Double kill. Sắp được rồi. Ôi ở đâu rất kiến tạo điện và đó là một tính có đất tấn công 1v3 của Thế Anh. Thì vùng quanh đã bắt được ngay vị trí của Brim rồi. Cận A nhá, cận C đấy. Anh bò được rồi này. Rồi. Ê, ra mid hỗ trợ. Yeah. Bay rồi. Khi mà để giờ keng keng 96 đã bày thì có lẽ rằng chỉ có ăn băng có thể cản được của mình đang rồi. Đó là Keng 96 tiếp tục đi làm một. Đang bò trượt khu vực Elon với những CD nhưng có vẻ như no more thorns. Mà thì có lẽ rằng Team Brim đang rất muốn vào về. Vâng, chiều cuối được sử dụng, bây giờ anh cùng xem nào. Đã trả lời chiều cuối ngay lập tức mà nó cũng có thể 96 lên cứu cổ cơ đặc sức ạ. Vớ ngay xuống ngủ rồi. Spike down A. Launching thorns. Thorns are alive. One enemy remaining. Three down. Ê, cuối lắm, từ em ơi. Bom rơi. Brim kinh khủng đã ngã rồi. Darik 1v2 không thể thắng được Mina Minh và đó là 4-2 lên trình thế anh. Nhưng quái đẩy được A, nhà biết A clear đến thì quái. Bây giờ chỉ biết rằng địch sẽ vào W hoặc C mà thôi. Khi A đã được đẩy,
giấy cầm xe Marine nào. Phải spike down, attacker spawn. Đó là người cầm spy. Ui, vẫn kề mà lì thế nhở? Sợp mai thì đang rơi. Quá nhiều thời gian. Ruby đánh phải. Spike down, attacker spawn. Chỉ là một khẩu mang xô mà thôi. Cả mình. Last player standing. 30 seconds left. Vẫn đang là quá chính xác. Ok, kìa, kìa, mắc kìa. Chẳng, chẳng, chẳng. Chẳng. Last player standing. Chạy, 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 chạy. Chạy, chạy. 3 giây, 2 giây. Không đủ tham rồi. Và nó sẽ là một dạng để thua. Đến khu vực, đến khu. Nào hãy cùng đến với cả đá tôi tiếp theo nào. Ê, chúa vị trí của Brim. Dứt điểm đi quánh rồi. Lao thẳng bom xe luôn rồi. Quá tự tin của Brim. Không check lại ở short. Nhưng Brim nghĩ rằng đối phương solo ai nhưng không. Chiếc cuối được sử dụng. Phải lùi lại đến người yếu ra thôi. Nhưng mà hiện tại trên tay chỉ là của Galaxy. Ý, một van đồ, một van đồ. Đây là một quân bài Sentinel. Quân bài Sentinel rất khó. Điều ra khó buồn và rất có thể đây sẽ là thứ 3 của The Dream. Vì trục yếu đến từ hiếu ra nhưng có một người nữa, Darik. Biết Darik ở gần rồi. Flash, cầm được hình ngay. Và đó từng ném flash tốt đến từ hiếu ra. Không có đấy, không có xe nhá, không có xe nhá. Mẹ mày có ọp xê luôn. Nào. Ui, làm đôi với cầu sọt căn trên tay ạ. Và Shinobu ngã xuống rồi. Vâng, đội hình 1-1-1 hợp lý. Last player standing. Đó là tiếng pick tốt. Spike down ngã mid. Xuống rồi, chỉ còn mình Darik. Nào. Hết thời gian rồi. Nó sẽ là chiến thắng thứ 6. Có thể tìm thấy quả như chị đang đi mắp. Đối phương đang muốn trả đồ vào để chiếm. Cái tường trả lên vô cùng khó chịu nha. Còn ra là một cuốn về từ vị trí khu của quái quái ngâm xuống bởi yếu ra. Một kèm và đi đẩy. Và chiêu cuối. Vâng, nó đã khiến cho vị trí khu của thì anh mất đi cho mình cổ hộp trên tay rồi. Đồ vẫn đang còn rất nhiều nha. Vì kiếm là một cái bên nữa. Đã ta đấu vì là mình chưa có bắt. Đây rồi, mạng tiếp theo đã có. Bring me the arsenal. Bao giờ là mình xuống chiều cuối luôn. Để tránh tình huống đối phương muốn đẩy và bom xe B đổi mạng cho người đội của mình. Thằng mình, thằng mình, thằng mình. Thằng mình. Bắn thật sự là bẩn mắt đến từ Minamix trong tình huống sấy vừa rồi. Quá trời. Mẹ con này mà đặt bom thôi, thật sự các bạn, xét mấy cái gai đấy nhá là đéo thể làm gì được luôn. Ui, còn mẹ hao. Rồi khó rồi. Vâng. Last player standing. Chơi đấy thì để chơi đây. Đã định có đi được 2 mà. Spike planted. Mà quánh đã nhìn thấy đối phương, biết rằng địch đang ở đâu. NT này, 6 năm này. Quá nhờ, quá nhờ. Anh bảo này, bây giờ nhá, chiến thuật nhá. Ờ, tất cả ra C, đặt hết đồ ở CBB. Xong chạy về A stack. Được chưa, được chưa. Đặt hết tường ở BBC đi. Tí thấy nhá, tường lên phát bật đồ là họ không dám vào đâu. Rồi, bật cái C, bật cái C rồi. Cứ từ từ, cứ từ từ. Cứ há đi, cứ há đi. Rồi, về xe này, về xe này, họ không bắt được ai rồi. Đi, 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 đi. Rồi, đi đây. Một này. Có một rồi. Đặt tâm cường skill. One enemy remaining. Last player standing. Một móc nhà. Cái sai một bắt này. Ui, vào đầu kìa, 1-15 này. Ai cho ai? Bây giờ anh bảo nhá, bây giờ đoàn kết đi với nhau luôn. Một người chạy qua là tường lên đấy. Bây giờ mình phải sát nhau xong rồi chạy một mạch qua với nhau luôn. Được chưa? Ra cùng nhau này. Lên cùng nhau, lên cùng nhau này. Đi lên cùng nhau này. Này, cùng nhau nhá, nào đi này. Đi này, đi này.
mang một tiếng sấy đến stream. Cả bom đi. Hay là bom đi. Ngay sau đó thì vị trí của Mimic đã xuất điểm đối phương. Last player standing. One enemy remaining. Thế anh 1 vs 1. Cả hai cũng đang yếu. Ai thắng đây? Vâng. Ý, đéo chạy đi được ạ. Hai mày. Bây giờ là mọi người gây áp lực C đi. C họ sẽ có một quả flash ở đây. Nên là spam vào cái này là 1. Spam vào cái phần đường là 2. Đấy. Ê, mọi người ơi. Back về này. Nào, back về này. Back về. Rồi, back về đi. Retrieving flash. Biết được là chúng ta thích ma quỷ để tìm mình cái team của kia thì sao? Vậy cả. Spike planted. Spike planted. Oh. Not ready yet. Okay, blind and whatever. Gần được rồi. Không sao anh em ơi. Đồ con cứ từ từ thôi. Giờ mình phải vào sai để cho đối phương ra. Không thể giữ được ai của Alo di tích bom kiểu gì đâu. Last player standing. Mà đã nên một phát chính xác chỉ có thua thôi, 7 đều rồi. Nice. Hai người ơi, hay. Wow, về chiến thuật đẳng cấp. À, hai người đi ở đây, bết cho anh cái tường ở đây để họ mất cái tường ở đây là 1. Xong bây giờ anh sẽ ra anh phá mấy cái đồ ở B ấy, mấy cái trap ở B. Được chưa? Chết này. Vào này, vào B này. Launching thorn. Super live. Quanh, bắt được cái chữ Darik rồi. Nhưng bây giờ thì yếu ra đổi được một người yếu ra. Spike planted. Last player standing. Tốt như thế này nha. Để chim được cái chim rồi. Này, bắn lên cho này. Chim rồi đấy, chim rồi. Chim đi. Bắn này bắn gấp kiểu. Chim rồi. Này có ulti này, họ có súng này, bây giờ họ có súng này, mình chiếm gara, bây giờ mình nhảy vào gara, chiếm gara luôn. Xong anh ulti vào hết backside. Này, vào này. Vào cùng nhau. Chết này. Vào này. Cần long đẩy. Bây giờ diễn tác chỉ có lẽ có thể nó báo được. Móc xây lỗi từ yếu ra. Thorns activated. Last player standing. Bây giờ này, anh bảo này, vận dụng lại chiến thuật. Bây giờ anh em rớt A đi, rớt A như bình thường đi. Ừ, đây rồi, thì anh 96 mất chim. Ôi, còn mẹ, sau lưng à. Bị móc rồi, bom rơi. Đúng Shinobi làng láng rồi anh em ạ. Như mình nhận ra, sau lưng, bờ đối phương, bờ rim bây giờ thì bắt được quay. Ôi, bật mắt nhưng không sao, vẫn ổn. Rồi, lấy bom về B. Về B luôn, chạy về B luôn. Bom đẹp này. Bom về phần A đi. Rồi, nhìn A cho bạn. Họ vào kìa. Ui, hết rồi. Anti. Ủa, không có gì. Về đi mọi người. Về C. Quả mẹ đã ở đây rồi. Nhanh thế. Một móc. Có móc rồi, vẫn canh xe, what the fuck. Last player standing. Úi dồi ôi. Mi 9, em bây giờ mình đánh gara này. Mình đánh gara lại vào đấy này. Em ulti luôn nhá. Nào, di chuyển này, vào này. Lùi đi. Lùi về nhà. Ê, vào B được nhá, vào B. Nhìn này. Họ có tường đây này, đi sát nhau. Ủa, nhiều tiếng quá em ơi.
Launching Thorn. Thorn's activated. Reloading. Wall set. Vào đường nha, vào đường nha. Chờ. Xe đi này vào. Mày ăn đi. Ờ được rồi, cứ sống em ơi. Dạ. Vẻ đi good đấy. Ê, đi dần về gara đi, đi dần về gara đi. Ba người đi dần về gara đi. Rồi, đánh gara nhá. 1, 2, 3, vô. Ở đâu, ở đâu? Chết rồi, chết rồi, chết rồi, gara chết rồi. Ôi, gara, gara. Nhiều quá, nhiều thứ quá. Hay. Kịp ấy. Đắt, đắt. Ui. Ui, tí được ạ. À. Em ơi. Rồi, hay rồi, hay rồi. Đánh Nga, đánh Nga, đánh Nga này. Ôi mẹ, tưởng, tưởng, tưởng fail nhá, tưởng fail nhá. Rồi, rồi, rồi. Họ hâu rồi, họ bách về luôn mà. Đây, đặt đồ này, đặt đồ này. Đặt nhiều đồ vào, đặt nhiều đồ vào. Rồi lùi này. Ôi, ôi mày thế. Sót kìa. Đừng chết mọi người. Lùi 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 em ơi. Hay. Lùi chạy về, chạy về, chạy về. Đúng rồi, chạy về. Anh yếu máu để anh chết trước. Rồi chết rồi. Yes sir. Đẩy kìa, đẩy kìa. Hay. Ui, đã gần mẹ rồi. Ồ, oh, bên thùng kia, bên thùng kia cơ. Dạ, dạ, về luôn, về A luôn, về A luôn. Móc rồi. Hay. Không dám cỡ đâu, không dám cỡ đâu. Cứ từ từ thôi. Ôi, oh, con mẹ gỡ luôn này. Thế mà gỡ luôn mà. À, mày không dám gỡ. Giặt cùng này, giặt cùng này. Bay sao? Ui nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Ui 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 ui. Làm phải lag quá, né không hết các bạn ạ. Hay. Giết được một nha, cố gắng giết một nha. Hay. Rồi ok, chết được này. Hay. Very good. Rồi bây giờ này, bây giờ đánh bảo này, họ không dám thò mặt ra đâu. Bây giờ nha, mình quắc, mình ngồi nhau, mình quắc này này. Mình quắc này, mình quắc về C. Sau một tí nữa gần đến tường nhá. Chạy qua luôn, được chưa? Chạy qua luôn thì rẽ đâu? Rẽ ra bên này. Được chưa? Tại vì họ ném vào flash trên này này. Trên cao ấy, phải rẽ ra bên phải, được chưa? Mặt cũng ám nhìn ra bên phải. Ai sợ đi về nhá. Đi sát nhau rồi. Lên. Đấy, cái tường, cái tường, cái tường. Ơi, ơi. Móc này, móc này. Hay. Đây người, đây người. Ui. Má. Hòa đẹp nhá, hòa đẹp nhá. Ok, hòa đẹp đi. Hòa là đẹp này, hòa là tỷ số đẹp được chưa? Hòa là tỷ số đẹp các bạn ạ. Trời đất ơi, bắn cái trận đấu kìa. Bạn giờ thì sống với cách sống xa hoa lắm tiền. Bạn từng câu nói đã có uy của người thành công. Nhưng không bao giờ nhớ đến anh em ta từng sống chết. Bạn bè như thế nào xem như chưa từng quen biết. Ngày còn nghèo khó có điều cuộc chung nhau nữa mà. Giàu sầu sang đã quên những khi cơ hàn cùng nhau. Như xưa ta cùng chỉ thương hôm nay.